Vào sáng nay 26 tháng 7, chương trình đồng hành truyền thông doanh nhân và di sản áo dài văn hóa Quảng Bình đã chính thức khởi động xuất phát từ Hà Nội. Các thí sinh Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022 với hơn 300 doanh nhân từ khắp các tỉnh thành hướng về di sản Quảng Bình. Đây cũng là phần mở màn cho hàng loạt các sự kiện quảng bá văn hóa du lịch diễn ra tại Quảng Bình từ ngày 26 đến 28 tháng 7. Chặng hành trình dài hơn 500 km của 300 doanh nhân và các thí sinh cuộc thi Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022 được điều phối bởi đoàn xe Harley, 50 xe con diễu hành và đoàn xe của khách mời khởi hành từ sân vận động Mỹ Đình. Trên hành trình quảng bá di sản, các thí sinh và doanh nhân có dịp giao lưu với cộng đồng doanh nhân tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, các thí sinh và khách mời có cơ hội giao lưu và kết nối. Đặc biệt, ai cũng mang theo mình một tâm trạng hân hoan với một hành trình đầy ý nghĩa. Được biết, trong 3 ngày diễn ra sự kiện, các thí sinh và doanh nhân sẽ tham gia nhiều hoạt động như ghi hình qua miền di sản tại Vũng Chùa Đạo Yến, dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư, đặc biệt là chung kết cuộc thi Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022 diễn ra vào tối ngày 28 tháng 7. Bạn hãy nói cho tôi biết chăng về họ tên mà tôi đã mang về miền quê.